Rồi, ok, tuyệt vời, cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Ok, các chị ha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng có khá là nhiều anh chị mới cũng chưa có biết tới Diễm, nên thành ra là Diễm cũng sẽ xin tầm khoảng 5 phút thôi, giới thiệu sơ qua về bản thân của mình để có thể làm quen với các anh chị đúng không ạ? Thì Diễm tên là Nguyễn Thị Hoàng Diễm, Diễm đã tham gia vào môi trường của câu lạc bộ cũng được khoảng là 4 năm rồi. Các anh chị ha. Và cách đây 4 năm trước á, thì lúc đó Diễm vẫn còn đang đi làm hưởng lương, vừa đi làm rồi vừa kinh doanh thêm đủ thứ trơn á, nào là mình kinh doanh thêm, mình bán về mỹ phẩm nè, rồi mình kinh doanh thêm về bảo hiểm nhân thọ nè, rồi kèm theo cái việc đó là mình đi làm nữa. Thì lúc đó thì cái mức thu nhập của Diễm thường thường mỗi tháng nó cũng rơi vào khoảng từ 10 cho đến 12 triệu tháng, đi làm xuyên suốt như vậy cũng 4 cho đến 5 năm đó. Nhưng mà được con cái là sau khi 4 5 năm mình nhìn lại làm việc cũng chăm chỉ nha, từ 8 giờ sáng tới 7 8 giờ tối mới về tới nhà. Nhưng mà Diễm vẫn thấy rằng là sau 5 năm thì ngồi tính toán lại thì Diễm không có dư đồng nào hết trơn. Nghĩa là mình không có giữ được cái khoản tiền mình làm ra. Lúc đó thì sức khỏe cũng không có. À, mình không có biết cách, không có đủ thời gian cũng như Diễm cũng không biết cách chăm sức khỏe của mình. À, cũng như là những cái mối quan hệ của mình thì mình cũng cảm thấy là nó cũng không có được hòa hợp luôn. À, bên trong của mình lúc nào cũng không có được vui, các anh chị cũng không có được hạnh phúc. À, và cho đến một hôm á, thì khi mà Diễm nhìn lại, lúc đó thì cũng tầm khoảng 26 tuổi, 26, 27 tuổi, mình nhìn lại mình thấy có nhiều người bằng tuổi mình họ rất là thành công. Họ có nhà, họ có xe, họ có cuộc sống rất là tuyệt vời. Nhưng mà không biết sao bây giờ mình vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Và Diễm đọc được một cái câu nói như này, nó là tốc độ thành công của bạn nó phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ của bạn. Đúng không? Anh chị nào mà có con cái thì cái tốc độ thành công của mình nó cũng phải nhanh hơn tốc độ là lớn lên của con cái của mình đúng không ạ? Và lúc đó thì Diễm chưa có con cái, nhưng mà Diễm có ba mẹ. Ba mẹ của Diễm thì cũng đi làm hưởng lương, và cũng mỗi ngày trôi qua thì tuổi cũng cũng lớn hơn. Lúc đó Diễm mới suy nghĩ là giờ làm sao, chẳng lẽ 5 năm tới, 10 năm tới khi mà ba mẹ của mình lớn tuổi rồi thì không biết làm sao mà có thể báo hiếu được cho cha mẹ của mình. Các chị, vì cái động lực đó là mình mong muốn là thấy cha mẹ của mình có được cuộc sống tốt hơn. Rồi, chứ mỗi khi mà buổi tối về đi làm về đúng không ạ, thì Diễm cũng hay nghe ba mẹ của mình than là ba không khỏe chỗ này, mẹ không khỏe chỗ kia, nhưng mà buổi sáng thì vẫn phải đi làm. Các chị, chính vì cái động lực đó mà Diễm đã đưa ra cho mình cái quyết định đó là mình phải thay đổi cuộc sống của mình. Diễm không biết rằng là có rất nhiều anh chị ở đây, mỗi mỗi anh chị ở đây chúng ta sẽ có một cái động lực khác nhau. Nhưng mà Diễm tin rằng khi mà các anh chị vào buổi Zoom tối này thì chắc chắn là Diễm với các anh chị cùng chung một cái mục tiêu, đó là mong muốn tự do về tài chính đúng không ạ? Không biết các anh chị nào ở đây mong muốn có cuộc sống tự do về tài chính, các anh chị có thể comment tôi được không ạ? Anh chị lúc đó mình rất là khao khát luôn. Khao khát là bây giờ làm sao để mình có thể tự do về tài chính. À, và lúc đó thì bắt đầu Diễm mới đi tìm kiếm con đường, cũng giống như các anh chị ở đây. Diễm đi tìm kiếm con đường nghe chị. Xung quanh mình thì cũng không có ai thành công giàu có để mình hỏi hết trơn á, nên là thành ra lúc đó Diễm cũng đi làm khá là nhiều ngành nghề, làm về bất động sản rồi cũng học học hỏi đủ thứ hết trơn, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cái con đường. Cho đến một hôm là sau khi Diễm được một cái người bạn ở trên online á nhắn tin cho mình một cái tin nhắn, nói là Diễm ơi, có cái anh này rất là thành công, anh ấy đang chia sẻ cái công thức thành công với Diễm, vào Diễm học đi. Các anh chị, và sau khi mà mình nghe như vậy và bạn ấy đã bảo rằng là anh này là triệu phú đấy. Nên là thành ra là anh ấy sẽ chia sẻ cho mình cái công thức đâu ạ. Mà lúc đó mình cũng rất là ao ước trở thành triệu phú. Không biết có anh chị nào ở đây muốn trở thành triệu phú không? Bởi vì hồi xưa là Diễm hay nghe ai cũng nhắc tới cái từ triệu phú hết trơn, nên thành ra là nó động lại bên trong não bộ của mình cũng đặt mục tiêu, tôi cũng là triệu phú đô la. Các anh chị, và Diễm đã nắm bắt cái tin nhắn đó và cũng tham gia vào cái buổi chia sẻ, cũng giống như là các anh chị đang ngồi ở Zoom ở đây. Đúng không? Và lúc đó là doanh nhân Trịnh Huy đang chia sẻ. Doanh nhân Trịnh Huy đang chia sẻ hai các anh chị ha. Và từ cái thời điểm mà Diễm biết tới môi trường của câu lạc bộ, mà Diễm học tập đầu tiên là những buổi Zoom như thế này, và sau đó là Diễm cũng đã tham gia vào những cái nhóm rèn luyện của câu lạc bộ, trở thành hội viên của câu lạc bộ, là rèn luyện về tâm thân trí cũng như học hỏi cái cách để mình có thể trở thành doanh nhân. Hai các anh chị thì sau 3 đến 4 năm đồng hành cùng môi trường câu lạc bộ thì bây giờ hiện tại Diệu cũng đã tự do về thời gian,
tự do về không gian, tự do về tài chính. Hiện tại Dũng cũng đang là một doanh nhân cái chị nha, có doanh nghiệp cũng trên toàn cầu, và mỗi tháng tạo ra cho mình cái nguồn thu nhập thụ động cũng rất là lớn. Và cuối cùng thì Diễm đã giải được cái bài toán tự do về tài chính. Có anh chị nào cho toán ngày hôm nay mong muốn thì chia sẻ cho các anh chị là cái công thức để giúp cho các anh chị có thể giải được bài toán này không ạ? Ok ha, bây giờ thì nhờ là ban tổ chức có thể mở giúp Diễm một số cái hình ảnh. Sau khi mà tự do về tài chính rồi thì Diễm thực hiện ước mơ của mình là báo hiếu cho cha mẹ, cũng như là có thể sống được cái cuộc sống mà mình mơ ước, đó là du lịch vòng quanh thế giới. Nhờ ban tổ chức lại kéo xuống phía dưới hình là sau khi tham gia môi trường câu lạc bộ luôn nha. Thì cái thành công đầu tiên khi mà tham gia môi trường câu lạc bộ các anh chị đó là thành công về sức khỏe. Hình này cũng khá là lâu rồi, vẫn chưa có update mới nha. Đây là thành công về sức khỏe của mình. Hiện tại thì từ là một cái nhân viên văn phòng, các anh chị nhìn hình là mình thấy rồi đúng không ạ? Nhờ nhân viên văn phòng các anh chị không có biết thể dục thể thao, cũng không biết cách ăn uống gì đâu. Lúc đó sức khỏe không có tốt, nhưng mà bây giờ thì Diệp đã đạt được cái mục tiêu về sức khỏe của mình. Rất là khỏe mạnh, rất là dẻo dai, và đặc biệt là mình cũng có được đạt được cái mục tiêu về cái body mình mong muốn. Tiếp theo đó là thực hiện ước mơ, đó là cho ba mẹ của mình du lịch vòng quanh thế giới. Nghe anh chị, Dũng dẫn ba mẹ của mình cũng đi tầm khoảng 3 cho đến 4 nước trên thế giới rồi. Ok, đây là ở Sing, đây là ở Nhật đúng không ạ? Là nhập đây chắc xuống dưới ha. Có anh chị nào mong muốn là mình dẫn ba mẹ của mình cũng du lịch vòng quanh thế giới không nghe anh chị? Và tiếp theo đó là thực hiện ước mơ tặng cho ba mẹ của mình một cái căn biệt thự. Hai các anh chị tặng cho ba mẹ của mình chiếc ô tô để có thể đi chơi. Cũng như là Diễm cũng đã thực hiện được cho mình những cái ước mơ. Diễm rất là thích trở thành đại gia bất động sản các chị nha. Thật sự là như vậy, hồi xưa Diễm đã ước định vậy á. Mình ước định là bây giờ mình phải trở thành triệu phú trước tuổi 30 bằng bất động sản. Chị rất là mê. Có anh chị nào ở đây mê trở thành đại gia bất động sản không? Lúc giữ rất là mê cái chị, và cho đến ngày hôm nay thì đúng thật sự là mình đang trên cái hành trình đạt được cái điều này rồi. Ok anh chị ha. Và Diệp cũng đã sở hữu những cái chiếc ô tô mà mình yêu thích. Nói chung là Diệp rất là biết ơn nghe chị. Biết ơn vì hiện tại mình đang có thể được sống cái cuộc sống mà mình mong muốn, đúng không ạ? Được sống cuộc sống tốt nhất của mình trong khi tuổi đời của mình cũng khá là trẻ. Ok, xuống phía dưới ạ. Đây ha, đây là những cái mục tiêu và mình đã đạt được. Và ở phía dưới đó là những cái tấm hình mà Diễm du lịch quanh thế giới. Diễm cũng đi hai mươi mấy nước trên thế giới đó các anh chị. Các anh chị cứ tính đi, mới tham gia câu lạc bộ có khoảng 4 năm mà đi hai mấy nước. Có nghĩa là các anh chị có tin là có nhiều tháng là Diễm đi 2 đến 3 nước trên thế giới, mà không phải là đi công việc đâu nha các anh chị nha. Đi du lịch, đi chơi đó, chứ không phải là đi công tác đâu. Đây đây là những cái nước ở châu Á được mà, Nhật rồi Hàn rồi Thái Lan, Sing, nói chung là châu Á thì Dũng cũng đi gần hết rồi. Đây là châu Âu, châu Âu thì Dũng cũng đã tới Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và rất là nhiều nước ha. Tiếp theo đó là Dũng cũng đã tới Dubai và Mỹ. Mỹ thì Dũng có đi Mỹ du lịch Mỹ 2 tháng, đi khá là nhiều bang ở Mỹ, cũng như là Diệp cũng tới Canada, đi du lịch Canada cũng tầm khoảng nửa tháng. Nói chung là sau khi mà mình có được cuộc sống tự do về tài chính thì mình có thể làm được mọi điều mà mình mong muốn, đúng không ạ? Rồi nhà bà đại chức có thể mở giúp Diệp cái video được không ạ? Ok, và trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị, Diệp nói với các anh chị là có rất là nhiều những cái điều thú vị ha, và Diệp mong muốn chia sẻ lại cái công thức nha. Rồi các có thể xem một số cái hình.
ha. Nói chung là xem video du lịch của Diễm thì chắc xem tới sáng. Xem tới sáng ha chị. Bởi vì Diễm đi khá là nhiều nước ha, và nước nào thì mình cũng quay lại rất là nhiều những cái video để có thể là được truyền cảm hứng cho các anh chị. À, và đó là cái hành trình của Diễm khi mà mình tham gia vào môi trường câu lạc bộ nha chị. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái gọi là bí kíp với chị ha, mà Diễm rất là tâm đắc, phải nói với các anh chị rằng là cực kỳ tâm đắc luôn. Bởi vì khi mà Diễm biết cái kiến thức này thì Diễm nói với các anh chị là từ một cái người mà mình đang ở trong cái tình trạng là tiền bạc nó không có được lưu thông, tiền bạc không có lưu thông đó các anh chị. Có nghĩa là lúc đó đối với mình là trời ơi, mỗi ngày mở mắt ra cái mình nghĩ tới cái việc cơm áo gạo tiền thôi, không có lưu thông tiền bạc. Và khi mà Diễm ứng dụng cái kiến thức mà trong buổi tối ngày hôm nay Diễm chia sẻ với các anh chị, thì Diễm nói với các anh chị bắt đầu thu nhập của mình gia tăng lên một cách khủng khiếp luôn. Từ ngày mà Diễm ứng dụng cái kiến thức mà Diễm chia sẻ các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Nếu mà tính cho đến ngày hôm nay nha, thì thu nhập của Diễm đã gia tăng lên gấp 100 lần. Gấp 100 lần, các anh chị không nghe nhầm đâu. Diễm nói thật các anh chị, nó gấp 100 lần. Kinh khủng luôn, từ một cái người tài chính không lưu thông. À, và cho đến khi mà cái thu nhập của mình nó gia tăng khủng khiếp như vậy, có một cái bí mật ở đây mà Diễm rất là mong muốn chia sẻ với các anh chị trong tối ngày hôm nay, và Diễm mong rằng là các anh chị có thể học tập nghiêm túc. À, chúng ta sẽ ghi chép lại để mà các anh chị có thể ứng dụng. À, và Diễm mong rằng là các anh chị ứng dụng làm sao để trong cái tháng 9 này các anh chị cũng có thể là đạt vượt bậc cái mục tiêu về tài chính trong tháng 9 này của mình, đúng không ạ? Rồi, có bao nhiêu số các anh chị rất là sẵn sàng cho tối ngày hôm nay rồi, cả nhà của mình có thể comment tôi được không ạ? Ok các anh chị ha. Vậy thì buổi tối ngày hôm nay Diễm sẽ chia sẻ về cái chủ đề về lòng biết ơn. Lòng biết ơn. À, hồi trước trước khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ, các anh chị Diễm cũng từng tham gia rất là nhiều những cái chương trình khóa học phát triển bản thân. À, và khi mà tới những cái chương trình nào Diễm cũng nghe người ta nhắc khá là nhiều về lòng biết ơn hết trơn. Đúng không ạ? Mình nghe rất nhiều người bảo rằng là nếu mà bạn mong muốn thành công giàu có thì bạn cần phải có lòng biết ơn. Đúng không ạ? Và cứ lặp đi lặp lại, lúc đó Diễm cũng không hiểu nghe chị vì sao lòng biết ơn nó lại vi diệu tới vậy. Lúc đó mình nghe người ta nói như vậy thì lúc về á, thì Diễm cũng thôi mình cũng ứng dụng lòng biết ơn, nhưng mà bởi vì mình không có hiểu sâu sắc nên là thành ra lúc đó Diễm ứng dụng nhưng mà nó không có kỷ luật, nó không có đều đặn và nó không có ra cái kết quả mà mình mong muốn nghe chị ha. Nhưng mà khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ, khi mà Diễm học sâu hơn và là biết ơn nghe chị, Diễm mới hiểu được lý do là vì sao khi mà các anh chị ứng dụng lòng biết ơn, thì Diễm nói với các anh chị nếu như hiện tại anh chị nào ở đây mà cái dòng tiền của mình nó không có được lưu thông ha, các anh chị đang rất là mong muốn giờ làm sao để các anh chị thu hút tiền bạc về. À, các anh chị thì các anh chị đã đến đúng nơi rồi. Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái từ khóa để các anh chị có thể thu hút tiền bạc, khơi thông dòng tiền của mình. Đó là lòng biết ơn đối với tiền bạc. À, vì sao các anh chị? Các anh chị biết đó là có một cái quy luật của vũ trụ được gọi là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn có nghĩa là sao ạ? Nghĩa là khi mà mình những cái gì giống nhau nó sẽ thu hút lẫn nhau. Khi mà mình đủ đầy ở bên trong thì ở bên ngoài, đúng không ạ, là mình sẽ thu hút cái sự đủ đầy. À, và chỉ có duy nhất lòng biết ơn nó mới giúp cho mình có được cái sự đủ đầy bên trong thôi. À, Diễm hỏi các anh chị rằng là khi mà mình có những cái cảm giác như là cảm giác lo âu, khi mà các anh chị lo có cái cảm giác lo lắng, là lúc đó là bên trong của mình nó đang đủ đầy hay là nó đang thiếu thốn ạ? Có phải là thiếu mình mới lo không? Còn nếu như mà đủ đầy, mình thấy tiền bạc của mình bây giờ rất là dư dả đủ đầy, thì mình có lo âu mà, hay là mình sẽ cảm thấy rất là bình an, mình cảm thấy rất là vui, mình cảm thấy rất là hạnh phúc nếu như mà tiền bạc của mình đủ đầy. Còn chỉ có khi mà tiền bạc của mình thiếu mình mới lo thôi. Hoặc là cái cảm giác của sự ghen tị. Ghen tị, Diễm hỏi các anh chị lý do vì sao mình ghen tị? Bởi vì mình không có được cái điều đó, đúng không? Nhưng người ta có mình không có nên là thành ra mình mới ghen tị, nên là cái cảm xúc ghen tị cũng là cái cảm xúc của sự thiếu thốn, đố kỵ, thất vọng hay là gì ạ, nghi ngờ hoặc là sợ hãi về tiền bạc.
Đây là những cái cảm xúc nha anh chị, nếu như mình có những cảm xúc này nó thể hiện cho bên trong của mình đang bị thiếu anh chị nha. Nếu mà bên trong của mình thiếu thì bên ngoài của mình không thể nào đủ đầy được. Rồi Diễm kể cho các anh chị nghe một cái trải nghiệm mà Diễm đã ứng dụng rất là nhiều lần trong cuộc sống của mình, và đây là cái trải nghiệm mà Diễm rất là tâm đắc. Anh chị biết là trong cái khoảng có một cái khoảng thời gian là lúc đó thì Diễm có kể các anh chị là tiền bạc của mình nó cũng không có được lưu thông. Nhưng mà mỗi ngày mình mở mắt ra lúc nào mình cũng nghĩ tới là trời, bây giờ làm sao để mình có thể thu hút được tiền bạc đây. À, mặc dù á, một bên á, là mình đang lo lắng về tiền bạc đúng không ạ, nhưng mà mình không có năng lượng để mà mình làm việc, bởi vì mình có những cảm xúc không có tích cực đó các anh chị, nó làm cho mình không có năng lượng để mình làm việc luôn. Mà cứ mỗi ngày cứ mình cứ mở mắt ra như vậy là cái cảm giác lo âu về tiền bạc nó lại xuyên suốt như vậy từ sáng đến tối đúng không ạ. À, và lúc đó Diễm mới tự nhắn nhủ chính mình là câu lạc bộ mà có dạy cho mình về lòng biết ơn đúng không ạ. Và lòng biết ơn chia sẻ như thế này nè, đó là bạn cần phải biết ơn với tất cả những gì mà bạn đang có đúng không ạ. Khi mà bạn biết ơn với tất cả những gì mà bạn đang có thì bạn sẽ xoay chuyển được cái tình huống hiện tại, giúp cho mình có thể giúp cho bạn đạt được những điều mà bạn mơ ước anh chị ha. Lúc đó Diễm mới ứng dụng thử, chỉ ứng dụng thử thôi đó chứ không biết là có thật sự hay không luôn á nha. À, từ mình đang cảm giác là rất là gọi là suy nghĩ về tiền bạc ha, cái bắt đầu những cái chuyển đổi mình chuyển sang cái sự biết ơn, mình tìm kiếm những cái điều khiến cho mình cảm thấy biết ơn cuộc sống. Đúng không? Đầu tiên chị biết ơn cái gì ạ? Đầu tiên là chị biết ơn là dù sao đi nữa thì hiện tại mình vẫn đang rất là mình có thức ăn để ăn, mình có quần áo để mặc, và cái cuộc sống của mình nó tốt hơn hồi xưa rất là nhiều. Bắt đầu đi tìm kiếm những điều khiến mình cảm thấy biết ơn này. À, mặc dù sao mình cũng rất là biết ơn bởi vì cái sức khỏe của mình cũng còn đang rất là tốt. À, dù sao mình cũng rất là biết ơn bởi vì mình có gia đình của mình đang ở đây. Dù sao mình cũng rất là biết ơn bởi vì mình có những cái người bạn rất là tuyệt vời. Bắt đầu tìm kiếm những cái điều cho cuộc sống khiến cho mình cảm thấy biết ơn. Thay vì là tập trung đúng mà vào những cái tình huống khiến cho mình có những cái cảm giác lo âu về tiền bạc đúng không ạ, thì Diễm đã bắt đầu chuyển sang cái cảm xúc biết ơn. Hai các anh chị ha, và mỗi khi mà gia đình của mình nhắc về tiền bạc hay các thứ đúng không ạ, thì bắt đầu mình lại chuyển sang biết ơn. Đâu nhưng mà mình cũng rất là biết ơn, bắt đầu tìm kiếm biết ơn. Đầu tiên tìm kiếm nó về sức khỏe nè, rồi sau đó về gia đình nè, dù sao ba mẹ của mình cũng đang rất là khỏe mạnh nè, dù sao mà cũng có những người bạn tuyệt vời nè, dù sao mình cũng có những cái người đối tác đúng không ạ, rất là tuyệt vời nè, dù sao thì mình vẫn còn có tiền để mình có thể ăn uống, có thể sinh sống các thứ. Nói chung chuyển sang lòng biết ơn nghe chị, và Diễm xuyên suốt như vậy làm chủ tâm trí nha. Mỗi khi mà tâm trí hướng tới cái việc đó là tôi không đủ tiền, tôi thế này thế kia, tôi không có được vui vẻ hạnh phúc đúng không ạ, thì bắt đầu Diễm chuyển sang là biết ơn. Thì nói các anh chị liên tục như vậy trong vòng một tháng trời, trong vòng một tháng trời luôn nghe anh chị, thì Diễm nói với các anh chị là sau một tháng phép màu xảy ra, phép màu xảy ra thật anh chị. Tự dưng các anh chị ha, Diễm có một cái khoản tiền rất là lớn về. Diễm nhớ là lúc đó Diễm về khoảng nha 1 tỷ 3, 1 tỷ 3 nha. Và đây là một cái khoản tiền mà mình không thể nào mình nghĩ ra được là nó về ở đâu luôn á. Có nghĩa là mình chưa bao giờ nghĩ tới rằng là một cái khoản tiền bất ngờ như vậy nó về. Và tất nhiên là cái khoản tiền đó nó về xong thì bắt đầu là mình nó được xoay chuyển. Gọi là mọi thứ nó được xoay chuyển ấy chị, nó hay lắm, nghĩa là nó vi diệu kinh khủng khiếp luôn. Rất là vi diệu luôn cái hai chị. À, và lúc đó thì chị mới lần đầu tiên ứng dụng hai cái chị ha, và mình thấy trời ơi sao mà vi diệu dữ vậy. Vậy là những cái kiến thức mà Diễm đã được học ở trong môi trường câu lạc bộ nghe chị, nay Diễm đã ứng dụng và nó cực kỳ thành công luôn. Nên Diễm nói với các anh chị là nếu mà anh chị nào hiện tại đang ở đây, các anh chị đang tiền bạc đang không được lưu thông, hay là các anh chị mong muốn là thu hút tiền bạc, thì Diễm sẽ chỉ cho các anh chị những cái việc mà các anh chị cần phải làm. Đầu tiên đó là mình cần phải chuyển hướng cảm xúc nha chị, chuyển hướng cảm xúc. À, thay vì mỗi ngày các anh chị nghĩ về tiền bạc mà đang cảm thấy không vui, không có thoải mái, không có hạnh phúc, hoặc là đang rầu đó 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 ha, nói chung những cảm xúc không có tích cực á, thì thay vì như vậy
ha, các anh chị cần phải chuyển đổi giúp Diễm sang những cái cảm xúc biết ơn. Cái chị tìm kiếm giúp Diễm đi, mỗi ngày mở mắt ra là hòa, hãy tìm kiếm giúp Diễm xem là trong cuộc sống của mình có những cái điều gì khiến cho các anh chị cảm thấy biết ơn. Nếu như cái công việc kinh doanh của các anh chị hiện tại nó không có được thuận lợi như trước, đúng không ạ, nó không được thuận lợi như trước, tiền bạc nó cũng không có về nhiều được như trước và khiến cho các anh chị không có được vui, à, thì thay vì mình nghĩ cái điều đó thì các anh chị hãy tìm kiếm, chẳng hạn như mặc dù nó không có được thuận lợi như trước, đúng không ạ, nhưng mà cái cuộc sống của mình nó vẫn tốt hơn xưa rất là nhiều và cái điều đó khiến cho mình cảm thấy rất là biết ơn. Ok không ạ? À, tìm kiếm gì nữa ạ? À, nhưng mà biết ơn bởi vì hiện tại tôi vẫn còn có cái sức khỏe, à, biết ơn à, vì hiện tại là chồng chồng của tôi hay vợ của tôi hay là con của tôi vẫn đang ở đây, gia đình của tôi cũng rất là hạnh phúc. Nào à, dù sao thì tôi cũng rất là biết ơn bởi vì ba mẹ của tôi cũng đang rất là khỏe mạnh. Nào, dù sao tôi cũng rất là biết ơn vì mỗi ngày khi mà mở mắt ra, à, khi mà mở mắt ra đó, à, tôi vẫn còn một ngày nữa để sống, à, có thêm một ngày nữa để yêu thương. Và khi mà có những cái tiếng nói nhỏ xuất hiện nha chị, khi có những cái tiếng nói nhỏ xuất hiện ha, thì việc của các anh chị đó là phải làm chủ tiếng nói nhỏ đó và chuyển hướng sang lòng biết ơn. Các anh chị thử đi hai cái anh chị, à, và các anh chị biết đó là trong cái thời gian mà Diễm ứng dụng như vậy á, cái có một số người thân của mình họ cũng hay nói hay 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 kể lể hay là than phiền về tài chính, nhưng mà lúc đó thì Diễm chuyển hướng luôn, không, nhưng mà dù sao cũng rất là biết ơn vì các anh chị ha, chuyển hướng sang lòng biết ơn hết, biết ơn với tất cả những gì mà các anh chị đang có. Có một cái câu nói của Jim Rohn rất là hay, đó là hãy học cách biết ơn với tất cả những gì mình đang có trong khi theo đuổi những điều mình mơ ước. Hồi xưa khi mà Diễm đọc qua cái câu này, Diễm chỉ thấy là hay quá, chỉ thấy hay vậy thôi, nhưng mà khi mà thực sự ứng dụng nữa và tạo ra kết quả thì Diễm mới cảm thấy là nó rất là vi diệu và Diễm rất là tâm đắc cái điều này. À, từ khi mà Diễm ứng dụng thành công nha chị, không những là về tài chính đâu, à, về sức khỏe hay là về mối quan hệ, Diễm ví dụ nha, ví dụ như là về sức khỏe đi, ví dụ như là về làn da đi ha, Diễm chia sẻ cho các anh chị, Diễm ứng dụng là tự dưng cái đợt đó là cái làn da của mình không được đẹp nha chị, lúc đó mình cũng làm đủ mọi cách hết trơn á, nhưng mà mình trời ơi mình loay hoay hoài, à, bây giờ làm sao đây để mình có thể có được một cái làn da đẹp, đúng không ạ? Nên chị ha, thì thay vì mỗi khi mình nhìn mình thì mình hay than phiền, mình cảm thấy không có đủ, đúng không ạ? Thì lúc đó Diễm chuyển sang biết ơn, nhưng mà dù sao tôi cũng rất là biết ơn vì anh chị ha, và mỗi ngày Diễm đều ghi lòng biết ơn hết và rất là vi diệu luôn, đó là khi mà Diễm chuyển hướng sang lòng biết ơn là thay vì là mình than phiền, là mình tập trung vào những cái vấn đề, những cảm xúc không tích cực ha, thì lúc đó Diễm đó tự dưng cái chị nha, từ lúc mà mình bắt đầu mình biết ơn về cái làn da của mình thì mình lại tìm ra được một cái giải pháp, và khi mà mình ứng dụng cái giải pháp đó thì giúp cho Diễm giải được cái bài toán về làn da và cuối cùng thì mình có được một cái làn da đẹp. À, rất là hay ha, hoặc là về mối quan hệ cũng vậy. Nói chung là các anh chị có thể ứng dụng cái công thức này không chỉ là về tiền bạc đâu, mà về cả sức khỏe là cả mối quan hệ luôn. Cả mối quan hệ luôn ha các anh chị ha. À, vậy thì việc của các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay á, đó là các anh chị sẽ chuẩn bị giúp Diễm một cái, Diễm chỉ cho các anh chị ha, mình chuẩn bị cái này để làm chi, để nó là một cái lời nhắc nhở. À, nhắc nhở mình là mình cần phải cảm ơn tất cả những khoản tiền mà mình đã nhận được trong cuộc sống. Khi mà các anh chị càng biết ơn tiền bạc mà mình nhận được trong cuộc sống thì các anh chị lại càng có thể nhận được nhiều tiền hơn. À, vậy thì trong tối ngày hôm nay á, anh chị có thể chuẩn bị giúp cho Diễm nha, một cái tờ tiền mệnh giá bao nhiêu cũng được. Có thể là tờ tiền mệnh giá 1.000 cũng được, 2.000 cũng được, tùy. Ví dụ như tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng đi. Ok ha. Vậy thì khi mà các anh chị chuẩn bị tờ tiền xong, các anh chị sẽ lấy một cái tờ giấy nha. Các anh chị sẽ viết cái câu này vào cái tờ giấy, đó là cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Các anh chị sẽ viết cái câu này lên cái tờ giấy, sau đó dán cái tờ giấy đó vào tờ tiền. Đó, và các anh chị hãy để cái tờ tiền này ở những nơi mà các anh chị hay nhìn thấy nhất.
Để chi ạ? À? Nó sẽ nhắc nhở cho các anh chị biết rằng đó là để mà mình mong muốn thu hút được nhiều tiền hơn thì mình cần phải học cách biết ơn với tất cả những khoản tiền mình đã nhận được trong cuộc sống. Và Diệp sẽ chỉ thêm cho các anh chị một cái chìa khóa để giúp cho các anh chị có thể hút được tiền ngay lập tức, ngay ngày mai luôn. Có anh chị nào muốn chơi trò chơi với Diệp không ạ? Muốn chơi trò chơi thử thách với vũ trụ à, đó là mình ngay thu hút tiền ngay ngày mai luôn. Ha, vậy thì Diệp với các anh chị thử nha. À, chúng ta sẽ thử ứng dụng. Và nếu mà anh chị nào ứng dụng thành công thì nhiệm vụ của các anh chị đó là chúng ta sẽ nhắn tin lên nhóm. À, nhắn tin lên nhóm để mình cùng nhau mình ăn mừng. Ok, vậy thì để mà chúng ta có thể chơi trò chơi này thành công ha, thì việc của các anh chị là từ tối ngày hôm nay cho đến xuyên suốt ngày mai, là các anh chị phải đưa cái cảm xúc của mình vào cái tần số biết ơn. Biết ơn nghe chị nha. Biết ơn tất cả những khoản tiền mà các anh chị nhận được trong cuộc sống. Mình sẽ luôn giữ cái cảm xúc của các anh chị, đó là cái cảm xúc tích cực. Và mình tập trung về tiền bạc. Ha, và các anh chị có thể là viết giùm Diễm cái câu này nha, comment xuống cái câu này giúp Diễm. Hôm nay là ngày 10, ngày mai là ngày 10 đúng không? Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2024. Các chị bắt đầu comment ha để mình thu hút tiền nè. Các chị có thể đưa ra quyết định thôi. Thế là hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2024. Là tôi rất là biết ơn bởi vì tiền về với tôi nhiều như hơi thở cũng được. Hoặc là các anh chị có thể ra quyết định rằng là các anh chị có thể thu hút một cái khoản tiền. Ha, các anh chị thu hút vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 thì tôi thu hút được một khoản tiền. Vậy thì Dũng nói với các anh chị là tiền nó sẽ về với các anh chị theo những cái nguồn nào nha. Có thể là ngày mai tự dưng các anh chị được bao, ai đó bao các anh chị ăn uống miễn phí. À, thay vì là cái bữa ăn đó mình phải trả tiền đúng không? Thì mình được bao có phải là tiền về không ạ? Tiền về nha, cái đó cũng được gọi là tiền về đó. Hoặc là các anh chị được tặng quà. Thay vì cái món đồ đó mình phải mua thì mình được tặng quà, thì cái đó cũng là một cái tín hiệu mà vũ trụ cho các anh chị thấy rằng là tiền về. Hoặc là có thể là sao ạ, tự dưng cái tiền chuyển vào trong tài khoản của mình bao nhiêu cũng được anh chị nha, tự dưng cái tiền chuyển vào ví dụ như 20.000, 50.000 hay 100.000 hay 500.000 hay là 1 triệu, thì đó cũng là cái tín hiệu để cho vũ trụ, để cho các anh chị thấy rằng là cái tần số của các anh chị là nó cùng tần số với lại tiền bạc. Ok, và các anh chị phải đưa ra quyết định là đó là tiền về với tôi nhiều như hơi thở mỗi ngày. Ngày nào Dũng có đã quyết định nghe chị, ngày hôm nay Dũng cũng có tiền về. Và nhiệm vụ của các anh chị đó là khi mà tiền về á ha, thì các anh chị cần phải biết ơn nha. Đầu tiên là mình phải biết ơn tiền bạc các anh chị nhận được, cho dù nó là bao nhiêu. Có thể là nó là 500 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn cũng được. Đó các anh chị, bởi vì vũ trụ á, thì không có phân biệt được cái số tiền lớn hay là cái số tiền nhỏ. Đối với vũ trụ thì 1 triệu đô, nếu mà mình lấy 1 triệu đô mình chia cho tổng tài sản của cả vũ trụ này thì nó cũng rất là nhỏ các anh chị, nó ra 0,000 mấy, rất là nhỏ. Đúng không ạ? Hoặc là các anh chị lấy 1 tỷ đô mà các anh chị chia cho tổng tài sản của cả vũ trụ này, nó cũng ra con số rất là nhỏ. Nên là thành ra đối với vũ trụ á, là không có phân biệt được con số lớn nhỏ đâu. Vũ trụ chỉ biết rằng là cái cảm xúc của các anh chị đối với tiền bạc như thế nào thôi. Cảm xúc của mình đối với tiền bạc thôi. Nên khi mà các anh chị nhận được tiền bạc mà bên trong lòng của các anh chị mình cảm thấy vui, các anh chị cảm thấy hạnh phúc, các anh chị cảm thấy biết ơn. Là cái tần số cảm xúc biết ơn của các anh chị cho đi càng nhiều bao nhiêu thì các anh chị lại càng thu hút được đó mà nhiều tiền hơn bấy nhiêu. Vậy số các anh chị mình rõ về phần này comment tôi ạ.
Vậy thì Diễm sẽ chỉ cho các anh chị cái những cái bí kíp này, bí mật để làm cho các anh chị gia tăng cảm xúc. Đúng không ạ? Gia tăng cảm xúc với anh chị. Một là khi mà các anh chị nhận được tiền bạc á, các anh chị có thể nghĩ về tiền bạc nó đã giúp cho cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào. Có thể là tiền bạc nó giúp cho con cái của các anh chị có thức ăn để ăn, có quần áo để mặc, con cái của mình được đi học. Và tiền bạc giúp cho các anh chị có thể báo hiếu điều cho cha mẹ của mình. Rồi mà tiền bạc nó đã giúp cho cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời như thế nào. Khi mà mình nghĩ về những cái điều đó và mình bên trong của mình biết ơn tiền bạc. Nè, đây cũng là một cái điều để giúp cho các anh chị có thể gia tăng cái cảm xúc biết ơn về tiền bạc nhiều hơn. Hoặc là các anh chị có thể hình dung tưởng tượng. Chẳng hạn như người ta chuyển cho mình 50 ngàn nhưng mà mình tưởng tượng đó là 50 triệu đúng không? Tưởng tượng đó là trời ơi tiền về 50 triệu mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là biết ơn, rất là hạnh phúc không? Thì đó cũng là một cái cách để giúp cho các anh chị có thể là gia tăng lên thêm cái tần số cảm xúc biết ơn đối với tiền bạc. Nói chung là cái cảm xúc của mình các anh chị càng mạnh mẽ bao nhiêu nha, càng gọi là cao trào bao nhiêu, các anh chị càng biết ơn tiền bạc bao nhiêu thì mình lại càng thu hút nhiều tiền bạc hơn đến với mình. Hồi xưa Diễm không biết điều này đâu các anh chị. Hồi xưa á, là mỗi khi mà mình nhận được tiền bạc á là toàn là mình bảo rằng là trời ơi tiền này tiền lương mà tháng nào không về thì mình đi làm mình có lương thôi, có đâu phải ăn mừng. Đúng không? Hay khi mà mỗi khi mình nhận được tiền bạc mình hay suy nghĩ theo cái hướng là hơi hời hợt với tiền bạc, mình không có vui, mình có hạnh phúc gì trơn nghe chị, giống như là bị đơ đơ hai cái chị ha. Và chính những cái cảm xúc như vậy nghe chị, nó lại càng khiến cho tiền mình lại không có thu hút được tiền bạc. Bởi vì sao? Giờ hỏi các anh chị nha, chẳng hạn như khi mà các anh chị có một cái người bạn đi đó, người bạn của mình ha, nhưng mà cái người bạn này mỗi khi mà các anh chị xuất hiện á, họ cảm thấy là có anh chị cũng được, không có cũng không sao. Hoặc là mỗi khi mà họ gặp các anh chị họ có những cái cảm xúc không có được tích cực, họ hay gợi nhớ về những cái điều gì đó trong cuộc sống của họ không biết, nhưng mỗi khi mà họ gặp mình họ không có vui, họ cũng không có hạnh phúc luôn, họ cũng không có trân trọng yêu thương quý mến mình. Thì các anh chị có muốn chơi với người bạn này không ạ? Tất nhiên là không rồi đúng không các anh chị? Mình hay là các anh chị thích chơi với một cái người bạn mà họ yêu thương, quý mến, tin tưởng, mỗi lần họ nhìn thấy mình là trời ơi họ giống như quý nhân xuất hiện ha. Họ rất là vui, họ cảm thấy hạnh phúc và họ nói cho các anh chị nghe rằng họ cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi mà các anh chị đang ở đây. Và tất nhiên là mình lại muốn chơi với lại một cái người bạn như vậy. Và tiền bạc nó cũng vậy anh chị. Tiền bạc cũng vậy anh chị nha. Nếu như mà tiền bạc tới với mình, đúng không ạ? Các anh chị nói cho tiền bạc biết rằng là các anh chị rất là yêu thương, quý mến, tin tưởng tiền bạc, mình rất là vui, mình rất là hạnh phúc. Thì cái cảm xúc đó của các anh chị lại thu hút được nhiều tiền bạc hơn. Còn nếu như mà thấy tiền bạc mình hời hợt các anh chị, mình chả có cảm xúc gì hết á, thì thông qua những quy luật vũ trụ các anh chị ha, thì mình lại càng đẩy tiền bạc ra xa. Nên là thành ra là trong buổi tối ngày hôm nay ha, các anh chị hãy bắt đầu rèn luyện cho mình cái thói quen đó là mỗi khi mà thấy tiền bạc về ha, thì mình cần phải vui vẻ, mình cần phải hạnh phúc, mình cần phải chào đón và mình biết ơn. Đúng không ạ? Có bao nhiêu số các anh chị đồng ý chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện cái thói quen này cùng với Diễm thì các anh chị comment tôi ạ. Ở môi trường câu lạc bộ thì hay chia sẻ cho mình cái câu nói là như thế nào ạ? Mỗi khi mình nhận được tiền bạc thì mình sẽ bảo rằng là tôi là nam châm phước tiền và tài sản. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Các anh chị comment với Diễm câu này đi ạ. Tôi là nam châm phước tiền và tài sản. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đây là cái câu của TH Edgar nghe anh chị. Ông ấy cũng là một đa triệu phú, cũng khá là nổi tiếng trên thế giới. Ông ấy hướng dẫn phải bảo rằng đó là mỗi khi bạn nhận tiền bạc thì bạn phải bảo rằng là tôi là nam châm phước tiền, đúng không ạ? Sau đó mình phải biết ơn tiền bạc mà nói rằng là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rồi, ok ha. Vậy thì bây giờ Diễm sẽ ôn lại cho các anh chị những cái điều quan trọng mà các anh chị cần phải làm giúp Diễm nè, để ngày mai các anh chị có thể ứng dụng luôn về cái việc mình ứng dụng được cái thú tiền bạc nha. Thứ nhất, đó là chuyển đổi cái cảm xúc của mình từ cái cảm xúc thiếu thốn
bây giờ sẽ chuyển đổi sang cảm xúc đủ đầy, không có nghĩ về cái hoàn cảnh của mình và mình bảo rằng là trời ơi tôi chưa không có đủ tiền để làm cái này, hay tôi không có đủ tiền để làm cái kia. Hồi trước thì tiền về nhiều lắm mà sao dạo này sao không thấy đâu, công việc kinh doanh các thứ ha. Nói chung là chúng ta sẽ không có nói về những điều đó nữa. Mà mỗi khi mà các anh chị nghĩ về những cái điều đó thì việc của các anh chị đó mình phải chuyển hóa sang lòng biết ơn. Nhưng mà tôi cũng rất là biết ơn vì bây giờ cuộc sống của tôi tốt hơn xưa rất là nhiều. Tôi cũng rất là biết ơn vì tôi và gia đình của tôi rất là khỏe mạnh. Tôi rất là biết ơn vì nha các anh chị nha, phải làm chủ cảm xúc của mình, chuyển sang cảm xúc của lòng biết ơn. Các anh chị mà chuyển được thì Diễm nói các anh chị ngay lập tức phép màu sẽ ra ngay. Nói thật, nhiệm vụ của các anh chị là phải duy trì được cho mình cái cảm xúc tích cực thôi, cảm xúc của lòng biết ơn thôi ha, thì các anh chị sẽ thấy là phép màu sẽ ra. Và cái thứ hai mà các anh chị cần làm giúp cho Diễm đó là mình sẽ chuẩn bị cái tờ tiền đó ha, và các anh chị sẽ ghi cái câu đó là cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống nha, để nhắc nhở mình các anh chị, để nhắc nhở mình ha. Các anh chị sẽ ghi vào cái tờ giấy, dán vào cái tờ tiền, và các anh chị sẽ để cái tờ tiền ở những nơi mà các anh chị hay nhìn thấy nhất. Mỗi ngày ít nhất là 2 lần, mỗi ngày ít nhất 2 lần ha, các anh chị nhìn vào cái tờ tiền của mình đó, và các anh chị đọc to cái câu trên đó lên là cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Mỗi khi mà các anh chị đọc to câu này lên, các anh chị hãy nghĩ về cái cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào khi có được tiền bạc, để nó gia tăng cái cảm xúc biết ơn về tiền. Cảm xúc biết ơn của các anh chị về tiền mà càng cao trào bao nhiêu thì Diễm nói với các anh chị là tiền nó lại càng đến với các anh chị nhiều bấy nhiêu ha. Dán vào và để những nơi mà các anh chị hay nhìn thấy nhất. Và từ nay trở đi các anh chị nha, hãy tự hứa với chính mình rằng là bất cứ khi nào mà các anh chị nhận được tiền, dù là tiền lương, tiền hoàn trả, giảm giá, hay là bất cứ thứ gì người khác cho mình mà mình không phải tốn tiền mua, hay là nói chung là có thể là các anh chị được tặng quà hay các thứ nha, cái đó cũng là dấu hiệu của tiền về, thì việc của các anh chị đó là mình phải cảm thấy thật sự biết ơn trong mỗi tình huống như vậy. Đó là cái cơ hội để mình sử dụng nhiệm mà cái sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để giúp cho các anh chị gia tăng cái số tiền của mình lên. Để tận dụng nha các anh chị nha. Tận dụng để mà mình có thể gửi cái lời cái cảm xúc biết ơn của mình càng nhiều càng tốt. Và hãy biến cái thói quen này trở thành lối sống của mình luôn. Thay vì hồi xưa mỗi khi mà mình nhận được tiền bạc á thì mình hay bảo là không đủ, đúng không? Tiền bạc không có đủ khiến cho mình không vui, hay là mỗi khi mà các anh chị thấy tiền bạc là cái cảm xúc của mình nó không có được tích cực. Như Diễm á, hồi xưa trước khi mà tham gia môi trường câu lạc bộ, các anh chị mỗi khi mà Diễm nhìn thấy tiền bạc thì không có vui, không biết sao á. Ví dụ như mỗi khi mà mình lấy tiền của mình ra để mình có thể trả hóa đơn hay mình làm cái điều gì đó nha, thì tự dưng cái bên trong của mình nó cảm thấy là nó không có được, do là bên trong của mình nó không có đủ á các anh chị. Nên mình cảm thấy là khi mà mình lấy tiền của mình ra để mình trả hóa đơn, có nghĩa là tiền bạc của mình lại không được nhiều, đúng không ạ? Hoặc là mình dùng tiền của mình để mình mua một món đồ nào đó, nó không có, mình cũng cảm thấy nó không có được vui. Và vũ trụ thì đâu có biết, vũ trụ chỉ biết là mỗi khi mà mình nhìn thấy tiền thì cảm xúc mình không tích cực thôi. Hai cái chị ha, nên là thành ra lúc đó là mình luôn luôn trong cái tình trạng đó là trong túi mình nó không có tiền. Các anh chị, và từ khi Diễm hiểu về cái điều này thì mình luôn làm chủ cái tâm trí của mình, mỗi khi mình nhìn thấy tiền bạc thì mình luôn gửi biết ơn nha các anh chị nha. Ví dụ như khi mà mình mua, mình trả một cái hóa đơn nào đó, mình lấy tiền bạc mình ra để mình trả, đúng không ạ? Thì Diễm luôn cũng nghĩ về những cái lợi ích mà mình nhận được từ những cái hóa đơn đó để mình cảm thấy biết ơn. Nói chung đó là những cái việc mà các anh chị cần làm trong ngày mai, hai các anh chị ha. Và ngày mai là cái ngày mà Diễm cùng với lại hơn 1.000 anh chị ở đây, chúng ta sẽ tập trung vào cái việc thu hút tiền bạc. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đưa ra quyết định đó mà ngày mai mình sẽ ăn mừng với trưởng nhóm của mình, rồi mình bảo là ôi dồi em ơi vi diệu quá đó, ngày hôm nay tiền của chị về là bao nhiêu, rồi chị rất là biết ơn đó ạ. Anh chị nào chúng ta ra quyết định đó, ngày mai mình sẽ ăn mừng với trưởng nhóm của mình, tiền về thì gặp với tôi.
Ok ha. Và tối ngày mai các anh chị Diệp sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bước tiếp theo. Hôm nay mới là cái bước đầu tiên thôi, chúng ta sẽ ứng dụng nhẹ nhàng vào ngày mai. Ha, và ngày mai thì tối ngày mai vào lúc 7:30 tối Diễm lại tiếp tục chia sẻ cho các anh chị cái bước tiếp theo giúp cho các anh chị có thể thu hút được những cái số tiền nó lớn hơn. Ha các anh chị ha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần thứ hai trong tối ngày hôm nay. Dù ứng dụng lòng biết ơn, ứng dụng sức mạnh tiềm thức hay là luật hấp dẫn thì một cái yếu tố rất là quan trọng nha anh chị, đó là cái tư duy. Hai các anh chị, bởi vì khi mà mình có cái tư duy á, gọi là mình có những cái suy nghĩ về thành công đó, mình có tầm nhìn đó các anh chị, thì mình mới có thể đưa ra những cái quyết định, những cái lựa chọn nó khôn ngoan. Và khi mà các anh chị đưa ra những cái lựa chọn khôn ngoan thì mình mới ứng dụng được cái lòng biết ơn, tiềm thức và đồ hòa với lại luật hấp dẫn để giúp cho các anh chị thu hút cái điều đó đến. Vì ví dụ các anh chị nha, ví dụ như hồi xưa khi mà Diễm đi làm hưởng lương á, thì cái người sếp của Diễm thu nhập cao nhất là khoảng 80 triệu. Nên là khi mà Diễm làm trong cái môi trường đó thì Diễm chỉ dám đưa ra quyết định thôi. Trời ơi, mình ao ước, trời ơi, mình cũng sẽ có được mức thu nhập đó. Đúng không anh chị? Nhưng mà khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ á, thì Diễm lại có được cái tầm nhìn nó lớn hơn. Là Diễm đã từng thấy là có rất là nhiều người thu nhập của họ trên tiền tỷ cơ. Và khi mà mình được tiếp xúc với những con người đó thì sao ạ? Thì tầm nhìn của mình là được mở rộng đúng không ạ? Mình bảo rằng là ôi dồi, mình cũng không muốn trở thành như vậy, thu nhập của mình nó phải tiền tỷ. Ok các anh chị nha. Nên là Diễm Minh là Diễm nói các anh chị rằng là tầm nhìn khác nhau đúng không ạ? Tầm nhìn của các anh chị lớn tới đâu thì cái cuộc sống của mình sẽ ở đó. Nên là thành ra chúng ta mỗi ngày cần phải nâng cao cái tầm nhìn của mình đúng không ạ? Là phát triển cái tư duy của mình để có thể đưa ra được những cái lựa chọn, những quyết định nó sáng suốt. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần thứ hai, đó là các anh chị sẽ được gặp là người thầy của Diễm nha. Cũng là người thầy của Diễm, là người thầy môi trường câu lạc bộ giúp Diễm có được cuộc sống ngày hôm nay, sẽ hướng dẫn cho các anh chị từng bước một là làm sao để giúp cho mình từ cái cuộc sống hiện tại để các anh chị có thể đạt được cuộc sống tự do về tài chính. Đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón là MC trong buổi tối ngày hôm nay vào cái phần thứ hai của chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà thấy tay trái của các anh chị đâu ạ? Rồi tay phải của các anh chị đâu ạ? Mình hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để chào đón MC xinh đẹp chúng ta chào đón ngày hôm nay, đó là danh nhân chị Dương Luyến. Em xin mời chị Luyến. Yes, rất là biết ơn doanh nhân Nguyễn Diệm và tất cả các anh chị em trong phòng gym của mình cũng đón nhận rất là nhiều cái giá trị mà doanh nhân Nguyễn Diệm đã chia sẻ cho chúng ta. Đó là những cái bí kíp vô cùng tuyệt vời, và bản thân của Luyện cũng ứng dụng những cái bí kíp đó và tạo ra những kết quả vô cùng tuyệt vời cả nhà. Giờ cả nhà mình hãy gửi những bông hoa, những trái tim và những lời biết ơn chân thành sâu sắc đến doanh nhân Nguyễn Diệm của chúng ta nhé. Và Luyện rất là vinh dự, rất là biết ơn Chủ tịch Trần Huy, doanh nhân Nguyễn Diệm đã tin tưởng và cho phép Luyện lên đây để làm chương trình dâm của chúng ta tối hôm nay. Và một lần nữa thì Luyện cũng xin chúc cho tất cả quý anh chị em, cô dì chú bác có mặt trong phòng dâm một buổi tối thật là tràn đầy năng lượng. Yes. Để cho cả nhà mình có một buổi học tiếp theo cực kỳ trọn vẹn, thì Luyện cũng xin thông qua một số nội quy của câu lạc bộ. Đó là khi mà các anh chị tham gia thì các anh chị nhớ là chúng ta hãy hiện diện tập trung 100% thân tâm trí tại đây. Các anh chị nhớ bật camera lên để chúng ta đón nhận những kiến thức này một cách trọn vẹn các anh chị nha. Và các anh chị nhớ là chúng ta không có là quay phim, ghi âm hay cho chụp hình dưới bất kỳ hình thức nào. Các anh chị là muốn xem lại cái chương trình dâm tối hôm nay thì có thể liên lạc với trưởng nhóm của mình. Và khi mà tham gia thì tất cả chúng ta ở đây đều có một người bạn, một người nhóm trưởng giới thiệu cho chúng ta mới biết môi trường học tập tuyệt vời này đúng không ạ? Cho nên là các anh chị hãy nhớ là chúng ta đổi tên đúng cái cú pháp của câu lạc bộ quy định, đó chính là tên của các anh chị kèm với là tên người giới thiệu để chúng ta tỏ lòng biết ơn đến cái người mà giới thiệu vào chương trình tuyệt vời này. Có mấy lên đây những cái thông tin cá nhân hay là những cái lời kiếm và câu lạc bộ chàng trai hóa vàng trong buổi chiếm tối hôm nay thì không có kinh doanh buôn bán bất kỳ cái sản phẩm hay dịch vụ gì cho các anh chị cả, và trong buổi chiếm tối hôm nay cũng không có tuyên truyền bất kỳ cái tôn giáo hay đạo giáo gì cho các anh chị cả.
và câu lạc bộ chàng trai Hóa Vàng cũng không có thuộc bất kỳ một tổ chức cơ quan hay đoàn thể nào cả, mà chỉ là một môi trường được học tập, được ứng dụng theo cái công thức của người thành công đi trước, ứng dụng có kết quả và chia sẻ cho bản thân của luyện cũng như là hàng chục ngàn chị em chúng ta ứng dụng bao nhiêu số. Các anh chị đã rõ cái nội quy của câu lạc bộ mà Luyện vừa chia sẻ, thì các anh chị hãy comment cho Luyện là tôi nghĩ ạ. Và bây giờ Luyện rất là biết ơn các anh chị, và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái thói quen đầu tiên. Công thức của người thành công, cái thói quen đầu tiên các anh chị cùng với Luyện là chúng ta thực hành cái thói quen đầu tiên này nhá. Và các anh chị là bao nhiêu trong số các anh chị là chúng ta đã có quyền tự do tài chính trong tay rồi ạ? Các anh chị hãy nếu như các anh chị mà chưa có thì các anh chị hãy nhanh tay đi lấy quyền tự do tài chính của mình nhá. Và các anh chị nào có rồi thì hãy lấy trong ví của mình ra một tờ tiền bất kỳ, không quan trọng là mình giá bao nhiêu, mà quan trọng là chúng ta đang rèn luyện cái thói quen để chúng ta xây dựng cái tương lai huy hoàng về tài chính, thói quen để chúng ta có một cuộc sống thành công và giàu có, tự do về tài chính cả.